Dạ yeah, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn Lời đầu tiên là Nguyễn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào có mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Hôm nay nói về cuộc sống Mỹ các bạn, đó là những cái comment và những cái bài báo Thí dụ như hiện tại thì có nhiều bạn nói ơ ở bên Mỹ đi làm cài 12 tiếng thì giống của anh Việt Nam cũng đi cài 12 tiếng thì hey, à, ở bên Mỹ đi cài 12 tiếng thì có nhà lầu xe hơi thì ở bên Việt Nam cũng có nhà lầu xe hơi mình không biết nghe cái họ họ so sánh cái kiểu gì các bạn và cái đó là một cái tiêu đề rồi còn một cái nữa là cái vụ điện thoại iPhone 14 tại sao Việt Nam không là những nước Đông Nam Á đầu tiên bán iPhone mà để cho những con người Việt Nam phải đi qua Singapore hoặc Thái Lan để mà xếp hàng dài rồi cuối cùng có mua được hay không và những người đó là những người có tiền hay là những người đi săn để đem về bán kiếm lời các bạn. Rồi một bạn nữa là qua Mỹ cũng đi làm mướn sống giống như Việt Nam thôi. Tiền Mỹ thì lớn hơn tiền Việt Nam thì sống ở Việt Nam thì tiền Việt Nam, sống ở Mỹ tiền Mỹ. <laughs> thì mình cùng nhau chia sẻ phần tới vấn đề. Đây là một bà, một bạn ok. Bạn ạ, à, Việt Nam bây giờ làm việc ngày 12 tiếng như ở bên Mỹ ok thì cũng có nhà lầu xe hơi du lịch thoải mái không phải như ở bên mỹ mỹ tho như nhà bạn mình nói là mỹ mỹ bên america là mỹ tho rồi okay, bạn làm quần quật như châu sáng sớm đi làm không thấy mặt con tối đi làm về thì con ngủ mất tình người thiếu thốn nhìn ra ngoài nhà thấy tiếc phủ đầy ồ nó có đi mỹ cho nó biết ta chẳng khác gì đi tù khổ sai ở côn đảo Ờ mà đi tù khổ sai chưa à đi làm chủ yếu là làm làm nai làm nai làm nai ok thôi thì thông cảm đi tại vì à, nói làm móng tay móng chân thì nói đại mẹ nó đi không biết cũng bày đặt ghi chặt lót à. à đâu rồi <laughs> làm quằn quật từ sáng không chủ yếu là để, để đi làm mà cũng bỏ lên nó chạy mất đi À, đi làm nai bồi bàn nhà hàng làm vệ sinh công cộng mà cũng bỏ quê hương ra đi nữa n nửa vòng trái đất chứ đừng có mang danh việt kiều mà xấu hổ với lương tâm gọi cho đúng nghĩa là đi cày thuê trên mảnh ruộng của ngoại quốc mà tìm cuộc sống các à, bạn đó là một cái tiêu đề ok cái chính á, là đi qua đây làm neo mà bồi bàn à, chùa cụ tiêu à, quét rác À, đi qua đất nước người ta đi làm thuê. thôi thôi thả Việt Nam làm thôi sướng hơn ừ, và Việt Nam cái cái chính chính nhất trong cái tiêu đẹp này làm làm 12 tiếng ở bên Việt Nam cũng có nhà lầu xe hơi không đi du lịch thoải mái thì à, trước tiên mình chia sẻ về cái tình hình à, tình hình cái điện thoại iPhone các bạn iPhone 14 trước rồi mình nói về cái tình hình làm việc ở bên Mỹ ha những con người này họ họ nói như vậy có đúng hay không à, nhiều khi nó cũng có con mắt của họ là đúng các bạn nhưng mà họ là chỉ có ếch ngồi đa giếng thôi cho nên họ không hiểu được những cái chuyện gì đang xảy ra à, và trên đất nước mỹ này tại vì họ không có cơ hội đi ha. họ không có cơ hội đi qua mỹ mà họ biết mình đi có tuyết có đồ mà họ biết á, là tuyết á, là nói để nói chuyện đó sao bây giờ nói chuyện iphone đi bây giờ người việt vỡ mộng khi khi đứng xếp hàng mua điện thoại iphone ở bên singapore và kể cả thái lan các bạn tại sao à, ok việt nam lại không có những nước đầu tiên bán hàng iphone thì bạn thấy rõ ràng á, là cái iphone là cái của mỹ và khi mà một cái sản phẩm của mỹ ra toàn thế giới họ ao ước được sờ mó ok điện thoại iphone của bắp các bạn <laughs> mình thì không có xài điện thoại iphone mình là samsung samsung này là samsung 22 các bạn không có quảng cáo nhưng mà mình toàn là xài mấy cái loại này thôi mình không có xài loại những cái loại uh, uh, iphone mình không có phải là uh, fan nhưng mà mình rất thích mình đã nói chia sẻ với các bạn là mình rất thích cái uh, phục vụ của uh, apple uh, cái này uh, của con nó, nó cũ nữa, nó hai uh, trăm mấy chục GB bạn, của cái này nó chạy dữ lắm uh, nhưng mà nó cũ không biết cái máy nó mua là nó không xài nữa nó giục ra thì bạn thấy á ở bên mỹ à, à, điện thoại á, là một cái cái gì đó nó nhỏ nhặt lắm nó không là cái gì hết nên nhớ nha. điện thoại ở bên mỹ mà mình nghĩ đó cũng là ở bên canada ở bên úc và những nước phát triển ha giống như là anh quốc là, na uy thụy điển luôn vân và những nước giàu nó không là cái gì hết đó. nhưng bạn thiết đó đó là cái iphone là cái của mỹ và cái khi mà nó ra thì nó phải về mỹ trước tiên cái thứ nhất bây giờ dân Mỹ thờ ơ ví dụ iPhone này các bạn Việt Nam mình á xài điện thoại iPhone á chẳng qua tỏ ra là đẳng cấp thôi còn ở bên Mỹ này á bạn muốn xài điện thoại gì bạn xài không có nói đẳng cấp gì tôi thích iPhone thì tôi xài iPhone tôi thích Samsung tôi xài Samsung tôi thích Nokia tôi xài Nokia không có nói lên là bạn là ai và tôi muốn mua là tôi mua nhiều khi mua nó cũng hơi đau đau các bạn chứ không phải không mà nói bạn đi mua giống như ra mua hai ba đồng thì chắc nó cũng không không có đâu nhưng nếu bạn thích thì bạn sẽ mua một cái dễ dàng cho dù bạn đi làm ừ, đi đổ rác đi cũng được để chúng nói chuyện đổ rác cậu nèo mấy bạn đó không có một cái nghĩa lý gì hết những đứa nhỏ ở Mỹ này một tay là iPad một tay là iPhone một cái là laptop Apple vân vân mà không những một cái mà hai ba cái tại vì nó dễ quá mà các bạn khi mà bạn đi ra bạn mua một cái điện thoại iPhone 14 thì à, bây giờ ra nó order không thì nó, nó ship về tới nhà hay là nó đem về tới tới tiệm của nó bạn lấy bạn bỏ xuống là 200 đô rồi sau đó là bạn trả góp ví dụ mình có điện thoại cũ này đi ok iPhone mình đem ra mình nói em tập chạy vô thì nó thể ra mình không có xài cái cũ nữa mình đổi thì nó lấy vô là hai ba trăm gì nó không biết bạn tùy theo rồi mình trả là 200 cái deposit trước ví dụ ngàn mấy mình trả 200 rồi mỗi tháng là nó tính ra là hai mấy đồng ba chục đồng tùy theo cái giá giá trị cái memory của nó rồi bạn trả trong vòng 2 24 tháng là bạn trả xong đó bạn thấy là ở Mỹ này nó cứ hai chục tháng hai mấy đồng tháng còn bạn muốn mua trả liền một lượt thì đó chuyện của bạn nó cũng là không có cái là cái gì hết rồi bây giờ nói về cái chuyện iPhone ở bên bên châu Á, Đông Nam Á Đông Nam Á nha các bạn đó là singapore và ở bên thái lan tại sao nó về thái lan và nó về singapore trước mà nó không về việt nam cái thứ nhất là việt nam là cái thị trường không có nhiều cái người tiêu dùng để cho nó về cái thứ hai bạn thấy đó, cái thái lan hoặc là singapore là những cái nước nó làm lương gấp mấy lần lương của mình rồi cái người tiêu dùng nó dùng nhiều và cái hàng tại sao người việt nam đi qua bên nó săn lùng cái hàng của về Singapore hoặc Thái Lan là những hàng chất lượng nó có cái serial number khi mà nó về Việt Nam mình á, là đi sau thế giới xa lắm các bạn À, nó gửi vô việt nam á là nó gửi vô những cái cái cũng đồ apple luôn nhưng mà nó gửi vô những cái hàng cùi bắp không tại vì cái chất lượng của việt nam á cái chính phủ việt nam đặt ra nó có nhiều đó các bạn hoặc là bạn mua cái toyota cũng vậy ở sản xuất ở việt nam nó khác đến bên nói gì bạn mua chiếc sh thì sản xuất ở việt nam và sản xuất ở thái lan hoặc sản xuất ở italy hoặc là sản xuất ở đâu đó ngoài nước việt nam bạn chọn cái nội là nào đó là như vậy thì người Việt Nam á, mình á, là sẵn đi du lịch luôn rồi sẵn săn lùng uh, iPhone luôn đem về bán đó có bạn chứ không có xài một số á, là người ta xài một số lớn là đi bán đó. và nó thổi phồng lên một cái cái giá cái giá rút của cái giá iPhone bất ổn đúng không cái giá nó một ngàn là một ngàn bạn đem về bạn bán hai ngàn dân Việt vỡ mộng vì không mua được iPhone 14 sớm tại Singapore à, kể cả Thái Lan luôn á À, cửa hàng chỉ giao iPhone 14 cho khách đặt trước vào ngày 16 tháng 9 nhân viên cửa hàng Apple Store nó tại vì nó không có đủ mà nó không có đủ bán nên trên đường ở Singapore thông báo rồi yêu cầu nhóm 50 người Việt Nam xếp hàng qua đêm giải tán vào ngày 15 tháng 9 vừa qua à, đây là nhóm người Việt đã đến hẹn lại lên bay qua Singapore xếp hàng chầu chực để tìm số thứ tự ưu tiên À, được mua iPhone sớm à, các à, dịp mà Apple mở bán ra hàng năm những loại phone à, mới nhất phần lớn trong số họ được chủ cửa hàng ở Sài Gòn, Hà Nội thuê xếp hàng mang iPhone sách tay về bán sớm với cái giá cao thường là gấp đôi so với cái giá tại cửa hàng bạn thấy nó tự nhiên nó thành sinh ra cái tiêu cực thấy nào họ mượn những người này qua đi mua rồi xong mà đem về bán gấp đôi gấp ba Chứ tại sao trong Việt Nam nó không mở đi và nó không order online đi để mà đem dễ Từ khoảng một tuần trước trên mạng xã hội xuất hiện lời rao bán của các chủ cửa hàng của iPhone thuê người phần lớn là sinh viên người Việt ở Singapore chịu xếp hàng trước Apple Store Trên đường Orchard để nhận thù lao là 200 đô à, Đi vô trong đó xếp hàng mua được cái điện thoại là đi ra được 200 đô ừ, Quá đã ha, à, làm nhiều khi Việt Nam làm cả tháng theo tờ báo riêng hôm ngày 15 tháng 9, dẫn lời của ông Nguyễn Tuấn Thanh chủ của một cửa hàng kinh doanh iPhone ở Việt Nam, những người bán đã nhận từ trước tiền cọc, bảo đảm có máy sớm giờ rất hoang mang. Vì nếu Apple Store chỉ có trả hàng cho người đặt trước, sẽ có rất ít máy được mang về Việt Nam trong những ngày đầu. Việt Nam mình có cái 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 thói đó các bạn. À, biển số đẹp cái gì xài trước cái gì xài cái số máy 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 rồi điện thoại cũng số đẹp rồi iPhone là đem về phải là người đầu tiên xài nó nó sinh ra tiêu cực lắm. Theo thông lệ những người Việt Nam mua iPhone ngay trong ngày đầu của Apple Store tại Singapore thường không đặt hàng qua trang web Apple mà chọn xếp hàng từ ít nhất một ngày trước cực khổ quá gì 200 đô la nguyên do là máy mua qua web của công ty khi trả hàng sẽ không được hoàn thuế giá trị là 7% tại phi trường à, khi xuất cảnh khoản này tương đương cái 23 triệu đồng à, thì được coi là một phần trên là lớn với người buôn hàng iPhone sách tay Tờ báo Thanh Niên cũng dẫn lời một người Việt không được nêu danh tính trong dòng xếp dòng người xếp hàng đến ngày 14 tháng 9 nhưng phải giải tán. Hàng chỉ giao nhỏ giọt một ít cho những người được đặt trước và không tiếp khách ở ngoài khác hết á. iPhone 14 Pro Max không có hàng tới hết tháng 11 à, chuyển đi vô ích. Người này cho biết là sẽ cố nán lại để tìm mua lại iPhone từ những người đã được đặt trước và trường hợp xấu nhất là trở về tay không. Theo tờ báo của Zing uh, của Việt Nam thì việc Apple Store tại Singapore thông báo chỉ trả hàng cho khách đặt trước mà không bán cho khách vãng lai có thể vì lượng hàng không có đủ không có không có hàng đó bạn thường ra là vậy hiện tại nhiều khu vực lớn ở Mỹ Trung Quốc đang thiếu máy iPhone 14 Pro Max để giao do vậy những những người dùng đặc trễ có thể phải đợi đến 6 7 tuần mới có. Thì cái tình hình này nó làm cho người Việt Nam các bạn, người Việt Nam mình chạy đi mua rần 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 để ta đây là người có một cái cái điện thoại sớm nhất. Còn một bài nữa là của à, qua xếp hàng bên Thái Lan cũng vậy. Qua bên Thái Lan xếp hàng qua bên Thái Lan. Rồi à, một là đi du lịch kết hợp luôn rồi xong rồi nó đứng chờ đợi rồi rút cuộc cũng không có, cũng tay trắng. Rồi có người nó là mua lại của cái người cái người mà người ta đặt rồi thì cái này á ở bên châu Á là nó như vậy các bạn. Nhiều người mua mua có xài mua nó để họ là mua trước rồi họ bán lại và cái giá nó nâng lên. Ở Mỹ thì trời ơi, mấy mấy đứa trẻ nó cuồng iPhone thôi chứ còn thật sự các bạn có có thì xài không có thì thôi. Từ từ nó có. À còn Việt Nam là nó như vậy. Rồi bây giờ nói về cái tình hình các bạn à, Việt kiều ở Mỹ này <laughs> mình giờ nói cái vụ iPhone ở Mỹ xài rồi muốn xài xài ok, xài của Mỹ mà, đồ xịn mà, xài xong dục mà về. Không lẽ giờ mình mình lấy ra một đống cái đồ cũ các bạn, à, iPad mini, iPad rồi I regular, iPad rồi uh, iPhone nó, nó ở Mỹ là nó sẽ sướng như vậy đó. Còn những bạn không được nhưng mà gọi là dư luận viên hoặc là tức hoặc là ganh tị còn cho đi đi liền tại sao người ta bỏ ra là cả bảy tám chục ngàn đô la để người ta đi một người hoặc là người ta bỏ cả năm bảy chục ngàn đô la một năm cho một em đi du học sinh kể cả vương đình huệ nguyễn xuân phúc vân vân những người đó ha họ bỏ tiền ra cho con họ đi qua đây du học ha mình không được thì mình nhìn nhận đi và mình tiếp thu đi và mình nhìn vào những cái người người ta qua bên đất nước ngoài đó người ta À, thấy được những cái khoa học kỹ thuật hoặc là cuộc sống người ta chia sẻ cho Toàn là không biết cả, càng nói người ta càng nói mình uh, <laughs> Xin lỗi các bạn nói ra nó mất dạy chứ thật sự nó là câu đó Thì uh, bạn thấy là bây giờ uh, dân Nó bây giờ uh, hỏi là Việt Nam làm 12 tiếng Mỹ làm 12 tiếng Việt Nam vẫn có uh, đi du lịch uh, có nhà lầu sẽ hơi có đúng hay không Hay là nó nói nó, nó đại Hay là nó nói đại các bạn Câu câu đó đúng hay không Ai làm 12 tiếng mà có nhà lậu xe hơi đâu Đi làm công nhân có nhà lậu xe hơi đâu Đâu nói nghe coi Và người ta đi làm làm neo Làm neo hay không á Thì cái chuyện đó của người ta ở Việt Nam có làm neo hả Bây giờ bạn thấy Cái nghề neo là bà Lê Giang Là bà làm đầu tiên Và nhiều mình mình coi trên đài mà Nhiều cái ca sĩ Diễn viên Đàn ông họ làm chủ ngành neo Ở Việt Nam mà ngành neo là ngành neo đắp bột kéo móng dài ra không kim tuyến đúng cái ngành neo là một cái ngành kiếm cơm rất là ngon trên toàn thế giới Mỹ Canada Úc Anh Quốc Châu Âu Hà Lan quân các bạn còn những con người này nó không có biết cái gì hết á còn á, ở Mỹ á, mà làm 12 tiếng á, là người ta có dư người ta có nhà lầu xa hơi ở đúng á, ok 12 tiếng ở bên Mỹ Mỹ Tho nó nói Mỹ Mỹ Tho thì cũng có có nhà lầu xe hơi du lịch thoải mái Không phải như bên Mỹ nhà bạn à, làm quần quật Ờ à, ok bây giờ nói cái chuyện làm quần quật như bò như trâu Cái câu này nó cũng xưa rồi các bạn Bên Mỹ làm à, là Nên Nó nghe thôi nó không có biết cái gì hết Ok à, Qua Mỹ nè làm quần quật nè không sáng thì không thấy mặt con tối đi làm về thì con ngủ mất hồ <laughs> vậy hả à? phải không phải không rồi đi làm là quét rác vệ sinh công cộng nữa okay. kì bạn làm 8 tiếng thì bên Mỹ nó cũng đi làm 8 tiếng trong khi con người ta đi học con người ta được con người ta là con của Mỹ ở trên đất nước Mỹ này người ta đi học người ta được xe đưa đón đến tận nhà tới chở đi tới chợ về Anh làm 8 tiếng thì tôi cũng làm 8 tiếng. Mà anh làm 12 tiếng thì tôi cũng làm 12 tiếng. Bây giờ tính đi. 12 tiếng. Bắt đầu từ à, 6 giờ sáng đi. 6 giờ sáng tới sao tối 6 giờ tối bạn về tới nhà như mình á, mình làm mình làm mình làm năm 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 giờ sáng làm tối các bạn, năm sáng năm tối 6 7 nhật. Làm có 3 ngày à. Thì à, nếu mà những cái người đó ở Mỹ nha mà nếu mà bạn làm á cái ngày thường á, 2, 3, 4, 5, á, 6 á, nó không có 12 tiếng. Nó có 10 tiếng thôi. Nếu bạn có 10 tiếng thì bạn là nghỉ thứ sáu Còn bạn muốn vô thứ sáu là over time. Nó không có có chuyện mà làm 3, 3 ngày. Ví dụ bạn làm 12 tiếng, 2, 3, 4. Nó không có. Hoặc là bạn làm 8 tiếng. Đấy không? 6 giờ bạn làm. 2 giờ mấy bạn về tới nhà. Ai cũng như ai các bạn cái này nó không có biết cái gì hết á ok nó không biết một cái gì hết mà nó cứ vô việt nam mới làm 12 tiếng có nhà lầu xe ai ai làm một một uh, ngày 12 tiếng mà có nhà lầu xe hơi đâu nói đâu coi vô những khu uh, bình dương biên hòa đồng nai đâu coi những cái người làm hãng nike quần áo dệt dày da nè đâu người nào đâu 12 tiếng có nhà lầu xe hơi đâu không biết cái gì hết không biết cái gì hết. Bây giờ làm 12 tiếng mới được 10 triệu mà bây giờ nó đang không có nó không có đồ các bạn. Làm có 7 triệu mà không có 12 tiếng, chồng hoặc là vợ phải về dẫn con đi về quê ha để mà đỡ cái tiền nhà trọ. Anh không hiểu gì thì anh coi anh đặt câu hỏi anh hỏi hang, anh tìm tòi và anh thấy trời ơi tại sao đất nước nhật bản hàn quốc singapore thái lan v vân và đừng nói mỹ làm gì hết á đài loan đồ tại sao nó đã thế còn việt nam mình nó khổ thế tới mình không đặt câu hỏi mà mình á là 12 tiếng mình vẫn phà phà lớn cơ bản bao nhiêu 4 triệu rưỡi lương ở vùng khác 3 triệu mấy nữa còn có xe làm xe hơi có ngày dài bữa nhỏ vô kia ngồi từ thằng lớn đến thằng nhỏ cdc trên toàn đất nước việt nam đó nó vô kia hết rồi từ từ nó sẽ vô hết rồi. À, bộ giáo dục bộ y tế bộ giao thông nó đi đó rồi đi làm rồi chạy trọt thì nó mới có nhà lậu xe hơi chứ còn một người công nhân bình thường làm gì có nhà lậu xe hơi các bạn Ok, đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn. Bây giờ mình xin tạm dừng video đây. Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt. Yeah, bye bye.